À, xin chào các cô chú anh chị và các bạn Gần Star đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì đến với bà kiện của ngoại nha. Em ngoại quay giao lưu với cô chú anh chị Gần Star mình cái lô mai giống mai ghép giống sung mình lợi ha. Là nhị ngọc toàn, hàng bonsai cho cô chú anh chị mình cho Tết năm 2025 ha. À, giá cực kỳ yêu thương luôn. Mong cả nhà vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Số điện thoại giao lưu của ngoại ha là có phần mô tả phần tiêu đề của chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị mình thấy cây nào giá cả ok mình ủng hộ ngoại nha. Không có thời gian nữa ha. À, mà cô chú anh chị vào clip gặp ngoại để ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Ngoài chào bà con ngoài cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên clip mây vàng cái ha, và cũng có nhiều loại giống mới, thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ giùm cũng rất là mang ơn nha. Vì mình vừa chơi Tết và cũng vừa lấy bo rất thuận tiện nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ngoài ha. Rồi cái mã số 1M cô chú anh chị ha, một cây xuông mình lại ha. Hàng này già mùa già nha cô chú anh chị, già thôi chứ không phải già mùa ha, già. Hàng này thì chơi Tết được cô chú anh chị ha. Đây tới Tết là nó được một mùa hơn. Thì chơi thoải mái nha cô chú anh chị ha. Nè, bo cô chú anh chị ha. Già hết ha, xuông mình lại ha. Hàng bao chuyển giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình hết ha. Rồi ngoài cho xin thông số nha. Cây này quanh 18,5. Chiều cao là được 66. Tán ngang là được 64. Rồi cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái tàn nó cũng tròn và cành nhánh nó cũng nhiều ha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 500 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 2M của chú anh chị ha, là một cây nhị ngọc toàn của chú anh chị ha. Cây nhị ngọc toàn thì bông nó chỉ có hai màu thôi nha cô chú anh chị ha, và nó có ba trạng nó có 3 đến 4 trạng thái bông của chú anh chị ha, chứ không phải là 3-4 màu nha cô chú anh chị. Thì nó chỉ có hai màu thôi cô chú anh chị ha, đó là màu kem và màu vàng. Rồi mà cho con xin thông số cây này ha. Cây này già mùa tàn tròn đều ấm tàn của chú anh chị ha. Cây này bao tê tết ha. Cây này hoành hơn 17, tính 17. Rồi. Chiều cao là được 81. Tán ngang là được 61. Rồi, cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây này nó cũng cao, cũng ngon ha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 700 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3M cô chú anh chị ha. Rồi một cây xuông mình lại nó cô chú anh chị ha. Hàng này bao cho Tết nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn tròn. Cây vô dây chỉnh sửa rồi cô chú anh chị ha. Nó có cái form sẵn ha. Về mình cứ theo cái form đó mình chăm thôi ha. Rồi ngoài đó ông số cái này một con ha. Cây này hoành hơn 17, tính 17. Chiều cao là được 59. Tán ngang là được 46. Rồi, cái này giao lưu như cây như vậy, cái cây này cái tàn nó rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cái này đúng ra là 600 nhân thôi, cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi, ủng hộ cho 550 thôi nha. Rồi đợi cây không ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 4M cô chú anh chị ha. Một cây xô mình lại nó cô chú anh chị ha. Cái tàn cũng khá là đẹp đó cô chú anh chị. Rồi không số ngoài. Ngày này già cô chú anh chị lên nụ kim à. Cái này hoành hơn 20, tính 20. Rồi. Chiều cao là được 66. Tán ngang là được 52. Rồi. Thì cái này giao lưu như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cái cây này cái tàn và nó đi đọt rất là đẹp luôn ha.
Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ông hỏi cho cái này chỉ có 500 thôi nha, rất là rẻ nha cô chú và quý anh chị mình, bớt rồi. Nhiều lắm rồi nha. Rồi tiếp theo cây mã số 5M của chú anh chị ha. Một cây xua mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Đây có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi có củ đế luôn ha. Cái này ghép được 4 bo cô chú anh chị, một cái tàn khá ấm nha. Rồi ngoài đông sớm con ngoài. Cái này hoành 19 rưỡi. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 49. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị mình xem thấy cái lô mai này rất là đẹp ha. Nó, cây này nó đẹp quá cô chú và quý anh chị mình ơi, cái bộ đế nó cũng rất đẹp luôn. Cây như vậy cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương, nhà vườn mà ủng hộ chỉ có 500 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 6M của chú anh chị ha. Một cây xua mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Nói chung cái lô này thì vô dây chỉnh sửa tàn rồi cô chú anh chị ha. Cây ra phơm ra dáng hết rồi. Nói về mình chăm theo cái phơm cái dáng này là mình chơi tết được ha cô chú anh chị ha. Rồi, không số. Cây này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là được 52. Tán ngang là được 55. Rồi. Cái này giao luôn như đây ngoài. Cây này thì cái tàn nó rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Còn bộ đế nó cũng là ngon, rất ngon luôn. Bộ đế đây. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này chỉ có 550 thôi nha, coi như có giảm giá nhiều rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 7M cô chú anh chị ha. Một cây bình lợi nữa cô chú anh chị ha. Cái tàn này quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số giùm con nha ngoài. Cây này hoành được 17 mấy, tính 17. Cây tàn rất là đẹp luôn. Chiều cao là được 63. Tán ngang là được 62. Rồi. Thì cái cây này cái tàn nó rất là đẹp nhưng cô chú và quý anh chị mình, cành nhánh nó rất là nhiều, đang đi đọt rất là mạnh luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương, nhà vườn mà ủng hộ cho cái này chỉ có 650 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 8M của chú anh chị ha. Cái xua mình lại tiếp tục ha. Cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn ấm cực kỳ ha. Rai dáng tàn thông rồi ha. Rồi mà đông sớm con nha. Cái này có đế luôn ha. Cụ nở luôn cô chú anh chị. Xích cái này. Đó đúng rồi. Cây này hoành được 25. Rồi hoành tại điểm đó là 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 63. Rồi. Tán ngang là được 61. Rồi. Rồi cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cái cây này, cái bộ đế nó rất là to ha. Cành nhánh từ dưới lên trên là đà rất là đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 700 thôi nha. Rồi đỡ cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9M ha. Rồi 9M một cây xua mình lại nó cô chú anh chị ha. Có củ nè, nguyên cái củ quá trời luôn ha. Không xóa luôn mà. Cây này hoành được 27. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 46. Rồi. Cái cây này nó tròn rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, cái này mình giao luôn như này ngoài. Yeah, cây này của chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn nội cái bộ đế này là thấy cũng đủ vốn rồi nha. Cây như vậy chỉ có 550 thôi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 10M ha. Một cây xua mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Cái tàn quá xá đã luôn cô chú anh chị ha. Củ đế nè, nguyên củ não luôn cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đông số cái này một con ha. Yeah.
cái này hoành trên 20, tính 20. Chiều cao là 46. Tán ngang là được 50. Rồi. Thì cái cây này cũng rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Cái lô mai này nhìn kỹ rất là đẹp và rất là ngon luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này chỉ có 550 thôi nha. Rồi cây này cuối clip ha, ngoài chào hết mình con nha. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý và ăn phát tài nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như ngoại ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết trời clip và ủng hộ cho ngoại trong những clip trước cũng như clip này ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này cho cao clip mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nào.